Chào mừng các bạn đã đến với bản tin chuyển nhượng ngày hôm nay của bóng đá 24h.vn. Nếu thấy video này hay, hãy like, share, subscribe để ủng hộ cho chúng mình nha. Arsenal gây sốc, đưa Coutinho trở lại Premier League. Sky Sports cho biết, đại diện Arsenal đã tiếp cận Barcelona để thảo luận về chi tiết vụ chuyển nhượng. Barca cần bán Coutinho để giảm quỹ lương 15 triệu euro, cũng như tránh phải thêm 20 triệu euro cho Liverpool, một phần trong điều khoản hợp đồng trước đây. Tất nhiên, nếu gia nhập Emirates, Coutinho sẽ phải chấp nhận mức lương mới thấp hơn con số anh được nhận ở Barca. Barca nhắm Gianluigi Donnarumma. Theo nguồn tin từ Fabrizio Romano, người đại diện của Donnarumma, Mino Raiola đã làm việc với phía Barcelona nhằm xúc tiến thương vụ này. Tuy nhiên, khúc mắc giữa việc Marc-André Ter Stegen hiện vẫn nắm vai trò người gác đền số 1 của Barca và vị trí của anh là không thể đụng đến. Haaland tuyên bố 100% ở lại Dortmund hè tới. Tiền đạo Erling Haaland xác nhận chắc chắn ở lại Dortmund ít nhất cho tới khi mùa giải 2020-2021 chính thức khép lại. Haaland chia sẻ: 100% tôi sẽ ở lại Dortmund hè tới. Tôi còn hợp đồng với đội bóng và tôi tôn trọng điều này. Quan trọng nhất, Dortmund được tham dự Champions League mùa tới. Tôi muốn chơi bóng tại giải đấu và chinh phục những giấc mơ lớn. Như vậy, tương lai của Haaland sẽ trở nên cực hot sau khi mùa giải 2021-2022 khép lại. Khi ấy, điều khoản phá vỡ hợp đồng trị giá 75 triệu euro giữa anh và Dortmund chính thức được kích hoạt. Gần như chắc chắn đội chủ sân Signal Iduna Park không thể giữ Haaland khi hàng loạt ông lớn đang lăm lè muốn có được sự phục vụ của cầu thủ sinh năm 2000. Rafael Varane lên tiếng về khả năng cập bến MU. Hợp đồng giữa Varane và Real Madrid còn đến mùa hè 2022, đội bóng thành Madrid nhiều lần đề nghị ký hợp đồng mới, nhưng cầu thủ này đều không đồng ý. MU sẵn sàng chi 60 triệu bảng mua Varane. Họ tin rằng đây là bản hợp đồng hoàn hảo để câu lạc bộ hướng tới những danh hiệu lớn. Trước tin đồn liên quan đến tương lai của mình, đích thân trung vệ người Pháp đã có những chia sẻ thật lòng. Anh nói: "Đây không phải là thời điểm để tôi nói chuyện về tương lai của mình. Tôi muốn dành tâm trí cho một mục tiêu duy nhất ở thời điểm này, chính là vòng chung kết Euro. Tôi muốn toàn tâm toàn ý cống hiến cho đội tuyển Pháp. Tôi không muốn chuyện tương lai ảnh hưởng đến phong độ của mình. Tôi xác nhận rằng mình vẫn chưa ra hợp đồng với Real Madrid. Tôi sẽ nói chuyện với ban lãnh đạo sau khi Euro khép lại." Arsenal chốt giá bán Granit Xhaka. SITC dẫn nguồn tin từ Gazzetta Italia cho biết Xhaka đã nói chuyện với phía AS Roma rằng anh sẽ ký hợp đồng với câu lạc bộ này. Về phía Arsenal, họ không cản bước ngôi sao người Thụy Sĩ với điều kiện Roma đáp ứng được khoản phí 20 triệu bảng mà họ yêu cầu. Trên thực tế, Xhaka suýt chút nữa đã rời khỏi Arsenal sau những bê bối dưới thời huấn luyện viên Unai Emery, khi anh có hành động không đẹp mắt với cổ động viên và thậm chí còn bị tước tấm bằng đội trưởng. Dù vậy, kể từ khi Arteta đến thì Xhaka trở thành một trong những cầu thủ thi đấu ổn định nhất của pháo thủ. Bên cạnh Xhaka, dự kiến tuyến giữa của Arsenal sẽ trải qua thêm một vài biến động nữa trong mùa hè này ở cả hai chiều đi và đến. Những cái tên như Joe Greenlock hay Matteo Guendouzi đều có khả năng rời Emirates. Man United sắp đón tân binh 80 triệu bảng. Dù nhận được khá nhiều lời đề nghị, sau nhận định từ giới truyền thông xứ sương mù, Sancho gần như đã chọn Man United làm bến đỗ tiếp theo. Được biết, Quỷ Đỏ từng bỏ ra một khoảng thời gian rất dài để theo dõi tiền đạo sinh năm 2000, nhưng mãi cho đến thời điểm hiện tại, họ mới có thể tiến sát đến việc ký hợp đồng với anh. Theo nguồn tin từ Sky Sports News, Man United bắt đầu quá trình đàm phán với đại diện của Sancho cũng như ban lãnh đạo của Dortmund và các bên gần như đã thống nhất được khoản phí chuyển nhượng rơi vào khoảng 80 triệu bảng cho thương vụ này. Như vậy, sau gần 4 năm thi đấu trong màu áo đội chủ sân Signal Iduna Park, khả năng rất cao cựu thần đồng Manchester City sẽ trở về quê hương để bắt đầu hành trình chinh phục danh hiệu. Đây là tín hiệu đáng mừng dành cho Quỷ Đỏ, bởi lẽ từ lâu, huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer đã xem Sancho như mảnh ghép còn thiếu trong đội hình. Chính thức, Liverpool chiêu mộ đối tác uy tín cho Van Dijk. Ibrahim Konate trở thành bản hợp đồng đầu tiên của Liverpool trong mùa hè 2021. Đích thân trang chủ của The Kop đã xác nhận thông tin này. Buổi lễ ký kết hợp đồng của đôi bên sẽ sớm được diễn ra sau khi Konate thi đấu vòng chung kết U21 châu Âu năm 2021 cùng đội tuyển Pháp. Được biết, Liverpool bỏ ra 40 triệu euro để phá vỡ hợp đồng của trung vệ sinh năm 1999 với Leipzig. Anh sẽ ký hợp đồng 5 năm với lữ đoàn đỏ. Chính thức trở thành cầu thủ Liverpool, Konate không giấu nổi niềm hạnh phúc. Thực sự là một giấc mơ khi trở thành cầu thủ của Liverpool. Đây thực sự là niềm vinh dự lớn của bản thân tôi và gia đình. Lúc này tôi rất nóng lòng được hội quân cùng những người đồng đội mới để bắt đầu một chương mới trong sự nghiệp. Hiện tôi đang tập trung cùng U21 Pháp dự vòng chung kết U21 châu Âu 2021. Sau giải đấu này,
tôi sẽ được chơi bóng cho một trong những đội bóng xuất sắc nhất thế giới. Tôi muốn cảm ơn Lasik vì đã giúp tôi có được ngày hôm nay. Konate là cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo Sochaux. Mùa hè năm 2017, anh gia nhập Lasik và nhanh chóng nổi lên như là một trong những trung vệ hay nhất ở Bundesliga. Trước Liverpool, Konate từng được các đội bóng hàng đầu nước Anh như Man United, Chelsea và Arsenal liên hệ.